cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, mưa dông đã diễn ra ở khắp miền Bắc nước ta từ cuối tuần qua đến đầu tuần này. Một số nơi có mưa to, trời rất ẩm. Ở một số địa phương khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn, lượng mưa có nơi trên 200 mm như ở Thượng Sơn 1, Hà Giang là 293,4 mm, Phìn Ngan Lào Cai 116,4 mm, Bình Lư Lai Châu 113,2 mm. Cũng do mưa lớn, lũ tràn về sông Lô đoạn qua thành phố Hà Giang đã khiến nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu trong nước, có nơi nhà ngập tới nóc. Từ ngày hôm nay ngày 11 tháng 6, mưa giảm dần và độ ẩm cũng giảm, nhiệt độ thì bắt đầu tăng. Ngày chiều nay, nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành miền Bắc như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định đã lên mức 40 đến 41 độ C, nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời. Từ thứ Tư ngày 12 tháng 6, gần như là toàn miền Bắc sẽ hết mưa và bắt đầu có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ tăng nhanh. Trưa và chiều ngày thứ Tư, nhiệt độ Hà Nội lên đến 43 đến 44 độ C, các khu vực lân cận nóng tương tự. Các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ như là Lạng Sơn, Cao Bằng cũng có nhiệt độ lên đến 36 đến 37 độ C. Điều đáng chú ý trong đợt nóng này là nhiệt độ tăng nhanh trong ngày và thời gian nóng trong ngày khá dài. Còn đối với các tỉnh ở miền Trung, sáng sớm ngày hôm nay ngày 11 tháng 6, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau. Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 20 đến 40 mm, có nơi hơn 70 mm. Riêng Nghệ An, Sơn La và Hòa Bình từ 15 đến 30 mm, có nơi hơn 50 mm. Trong ngày, Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi hơn 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Lui xuống ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ đêm ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6 xuất hiện mưa rào và dông rải rác lúc chiều và tối, cục bộ có mưa to, ngày nắng gián đoạn. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ C. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Sau có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Sau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4,
sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 5, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Thưa quý vị, sau những ngày mưa xối xả, ngập lụt diễn ra ở nhiều tỉnh thành, nắng nóng và nắng nóng gay gắt dự báo sắp quay trở lại miền Bắc. Một số khu vực nhiệt độ cao nhất lên tới 38 đến 39 độ C. Điều đáng chú ý trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ tăng nhanh trong ngày và thời gian nóng trong ngày kéo dài. Theo đó, nắng nóng gia tăng cũng mở rộng về phạm vi ở miền Trung. Ngày hôm nay 11 tháng 6, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Dự báo ngày 12 tháng 6, khu vực phía Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 60%. Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện như địa hình, hướng gió, tỷ lệ cây xanh, mặt nước, mật độ bê tông hóa. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 14 tháng 6. Từ chiều tối 14 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6, miền Bắc có khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại miền Trung, dự báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Một số khu vực có thể xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất lên tới 38-39 độ C. Thưa quý vị, từ ngày hôm qua, trên địa bàn tỉnh Lào Cai và thượng nguồn Trung Quốc xuất hiện mưa rất to, nên lũ cực lớn trên sông Hồng đã đổ về thành phố Lào Cai, kéo theo nhiều củi rác, trong đó có cả những cây cổ thụ rất to cũng bị nước lũ cuốn trôi. Nước lũ đổ về làm ngập trắng nhiều diện tích hoa màu của người dân trồng ở ven sông, đồng thời cũng làm sạt lở một số đoạn đường quốc lộ gây ách tắc giao thông. Theo đánh giá, có lẽ đây là trận lũ lớn nhất xuất hiện trong những năm gần đây. Mưa lớn kéo dài từ chiều tối mùng 9 tháng 6 gây sạt lở nhiều tuyến đường tại Lào Cai. Cụ thể, tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, ghi nhận sạt lở trên tuyến quốc lộ 4D qua thôn Lũng Pâu, xã Tung Trung Phố gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, tuyến tỉnh lộ 154 chảy qua địa bàn huyện và một số tuyến liên xã, thôn cũng bị sạt lở. Mưa kéo dài cũng khiến ta luy dương phía sau trường mầm non xã Lùng Khấu Nhìn của Mường Khương bị sạt lở. Lượng lớn bùn đất trôi vào dãy nhà tập thể giáo viên, bếp ăn, sân trường, đồng thời làm sạt lở một số đoạn quốc lộ 4E từ thị trấn biên giới Mường Khương đi huyện Simacai, Bắc Hà và huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang bị ách tắc. Còn tại thị xã Sapa, trên tuyến quốc lộ 4D qua tổ 1, phường Ô Quý Hồ bị sạt lở chiều dài khoảng 50 mét. Ngay sau khi sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng 4 tại chỗ, tổ chức khắc phục hậu quả, máy móc, phương tiện cũng đã được đưa tới hiện trường, ưu tiên khắc phục các vị trí sạt trên quốc lộ để xe cộ sớm thông suốt trở lại. Mưa lớn ở thượng nguồn cũng khiến nước trên sông Hồng qua thành phố Lào Cai dâng cao, đỉnh lũ cách mức báo động 1 khoảng 0,5 mét. Có lẽ đây là trận lũ lớn nhất xuất hiện trong những năm gần đây vì có khá nhiều củi gỗ và cả những cây cổ thụ gốc to bị nước cuốn trôi theo dòng nước về xuôi. Chưa có thống kê thiệt hại cụ thể, nhưng nước lũ sông lớn sông Hồng ngập trắng toàn bộ diện tích rau màu người dân huyện Bát Sát, Bảo Thắng, Bảo Yên và thành phố Lào Cai gieo trồng trên bãi đất thấp ven sông. Nước lũ cũng cản trở thi công hệ thống kè bê tông dọc sông Hồng và công trình thi công cầu Phú Thịnh vượt sông Hồng ở thành phố Lào Cai.
Thưa quý vị, từ đêm ngày 8 đến sáng ngày 10 tháng 6, ở một số địa phương khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa cực lớn, ghi nhận tại khu vực tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Lượng mưa từ 150 đến 300 mm, tỉnh Hà Giang từ 100 đến 250 mm. Riêng tại xã Quảng Ngân, huyện Vị Xuyên, lượng mưa lên tới 428 mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên thượng nguồn sông Lô, Hà Giang, sông Gâm, Cao Bằng đã xuất hiện lũ. Mực nước cao nhất vượt báo động 3, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của cải. Trước tình hình đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành và 16 địa phương miền Bắc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân của các gia đình có người bị nạn. Ngày 10 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ có công điện gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lãnh đạo các bộ, ngành và các địa phương Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Thanh Hóa yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai. Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên thượng nguồn sông Lô, tỉnh Hà Giang, sông Gâm, tỉnh Cao Bằng đã xuất hiện lũ. Mực nước cao nhất trên sông Lô tại Hà Giang, sông Gâm tại Bảo Lạc, Cao Bằng vượt báo động 3, làm 3 người chết và một số người mất tích. Mực nước các hồ thủy điện Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang đều cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. Một số khu vực thuộc các thành phố Hà Giang, Uông Bí, Hạ Long, Hải Phòng bị ngập sâu, giao thông bị đình trệ, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh không được lơ là, chủ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục nhanh nhất hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, sớm ổn định lại đời sống cho người dân, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 732 CDTTG ngày 8 tháng 8 năm 2023, nhất là chỉ thị số 11 CTTTG ngày 1 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo Chính phủ giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thuộc vùng núi, Trung Du Bắc Bộ, huy động lực lượng tập trung tìm kiếm những người bị mất tích, cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người bị nạn, nhất là những gia đình chính sách, hộ bị mất nhà cửa, gia đình neo đơn, hộ nghèo, khó khăn. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Thưa quý vị, tại Việt Nam, tình hình hạn hán xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Theo Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, hiện cả nước có trên 11,8 triệu hectare chịu tác động của thoái hóa, hoang hóa, nguy cơ dẫn tới sa mạc hóa, ảnh hưởng lớn đối với ngành nông nghiệp. Và trước tình hình này, Bộ trưởng đã kêu gọi các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân có hành động thiết thực để có thể giải quyết vấn đề hạn hán, bảo vệ môi trường, sử dụng biển bền vững. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện nay dòng chảy trên các sông, hồ chứa khu vực Bắc Bộ phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 30 đến 60%. Trên các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến thiếu hụt từ 25 đến 50%. Hiện tượng El Nino kết hợp với nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong ở mức thấp và hiện tượng triều cường đã làm nghiêm trọng hơn tình trạng xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long. Các đợt xâm nhập mặn vào sâu từ 40 đến 66 km, có nơi sâu hơn như tỉnh Tiền Giang và Bến Tre vào sâu từ 70 đến 76 km. Nước ta hiện có hơn 11,8 triệu hectare, chiếm 35,74% tổng diện tích đất tự nhiên, chịu tác động của thoái hóa, hoang hóa, nguy cơ dẫn tới sa mạc hóa. Tình trạng này vẫn đang tiếp tục gia tăng và sẽ ảnh hưởng lớn đối với ngành nông nghiệp về lâu dài. Theo ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngày Môi trường Thế giới 2024 đã được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNEP phát động với chủ đề Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa. Theo ông Khánh, chủ đề năm nay được lựa chọn xuất phát từ thực tế. Hiện nay có tới 40% diện tích đất đai trên hành tinh bị suy thoái, ảnh hưởng trực tiếp đến một nửa dân số thế giới và đe dọa khoảng một nửa GDP toàn cầu. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đã phát động kêu gọi các bộ, ban, ngành, cơ quan đoàn thể ở Trung ương, chính quyền các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân hãy có những hành động thiết thực để giải quyết vấn đề hạn hán, sa mạc hóa,
góp phần bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý trên thế giới. Mới đây, chuyên gia thời tiết hàng đầu của chính phủ Ấn Độ cho biết thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang phải trải qua đợt nắng nóng kéo dài nhất từ trước đến nay, đồng thời cũng cảnh báo thời tiết sẽ ngày càng ngột ngạt hơn trong thời gian tới. Số liệu của Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, thành phố này đã phải trải qua 32 ngày có nhiệt độ trên 40 độ C. Đây là chuỗi ngày nắng nóng dài nhất trong 14 năm qua. Từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, thủ đô của Ấn Độ cũng liên tục chứng kiến nhiệt độ trên 40 độ C trong 28 ngày. Đây cũng là số ngày cao nhất trong 14 năm. Trong khi đó, trong 2 năm 2022 và 2023, thành phố này chỉ có lần lượt là 27 và 10 ngày chứng kiến nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C trong cùng giai đoạn. Còn tính từ năm 2011, khi Cục Khí tượng Ấn Độ công khai các số liệu đo đạc, chưa có năm nào nhiệt độ tối đa tại New Delhi vượt 40 độ C liên tiếp trong 28 ngày. Kỷ lục này chắc chắn sẽ bị phá trong mùa hè này, bởi theo dự báo, nhiệt độ tại đây sẽ duy trì trên 40 độ C trong 7 ngày tới. Trong mùa hè năm nay, New Delhi đã nhiều lần chứng kiến các kỷ lục nhiệt độ. Ngày 28 và 29 tháng 5, ít nhất 2 trạm khí tượng tại thành phố ghi nhận mức nhiệt cao xấp xỉ 50 độ C. Trả lời phỏng vấn của báo Indian Express, người đứng đầu Cục Khí tượng Ấn Độ, IMMD, ông Mrutyunjay Mohapatra, cho biết đây là đợt nắng nóng lâu nhất từ trước tới nay. Nghiên cứu khoa học cho thấy biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng kéo dài hơn, thường xuyên hơn và dữ dội hơn. Theo ông Mohapatra, các hoạt động của con người, sự gia tăng dân số, công nghiệp hóa và các cơ chế giao thông đang góp phần làm gia tăng nồng độ CO2, methane và chlorocarbon. Điều này gây nguy hiểm không chỉ đối với thế hệ hiện tại mà còn với cả thế hệ tương lai. Cơ quan thời tiết Hàn Quốc ngày 10 tháng 6 đã đưa cảnh báo đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè đã xuất hiện sớm hơn gần một tuần so với năm ngoái. Trong đó, các thành phố phía đông nam Daegu và phía tây Ulsan cũng như ở một số thành phố ở tỉnh Bắc và Nam tỉnh Gyeongsang sẽ chịu tác động của nắng nóng. Được biết, nguyên nhân cơ bản khiến cho nhiệt độ tăng cao là do biến đổi khí hậu. Theo cơ quan khí tượng Hàn Quốc, KMA, khuyến cáo về đợt nắng nóng được đưa ra khi nhiệt độ cao nhất dự kiến là 33 độ C hoặc cao hơn trong 2 ngày liên tiếp trở lên. Cảnh báo cũng được ban hành khi dự kiến có thiệt hại đáng kể do nhiệt độ tăng đột ngột hoặc điều kiện nắng nóng kéo dài. Khuyến cáo năm nay được đưa ra sớm hơn gần một tuần so với năm ngoái, khi đợt khuyến cáo đầu tiên được đưa ra vào ngày 17 tháng 6 năm 2023. Do áp suất khí quyển cao ảnh hưởng đến Hàn Quốc, ánh nắng gay gắt cùng với luồng không khí ấm nóng thổi từ phía Tây, nhiệt độ ban ngày sẽ lên tới trên 30 độ trên hầu hết cả nước và lên tới 33 độ ở vùng nội địa của tỉnh Gyeongsang. Trước đó, KMA tuần qua cho biết nhiệt độ mùa xuân năm nay của nước này cao thứ hai trong hơn 50 năm qua, trong khi nhiệt độ đại dương lên mức cao kỷ lục trong một thập niên do tác động của biến đổi khí hậu. Theo Yonhap, nhiệt độ trung bình tại Hàn Quốc trong khoảng tháng 3 đến tháng 5 là 13,2 độ C, tăng 1,3 độ C so với các năm trước và là mức cao thứ hai kể từ năm 1973, thời điểm nước này thiết lập mạng lưới quan sát khí tượng trên cả nước. Theo KMA, toàn bộ 10 mức nhiệt cao nhất trong mùa xuân được ghi nhận sau năm 2014, trừ năm 1998. KMA cho rằng nguyên nhân cơ bản khiến nhiệt độ tăng cao là do biến đổi khí hậu. Bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai trên kênh YouTube của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc vui vẻ và an lành.